là nó sẽ ra thôi. Hay, hay chứ trời. Rồi mẹ này là gì đây? Con chó đang bị. À ship 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 thì nó gớt nó đừng có đổ. Oh yeah yeah. Cái quái gì vậy? Ở nó thả bom, nó thả bom. Hãy cứu lấy bạn chó, bạn chó đã được cứu rồi. Yeah. Đến đường những cái trái mì. Tiếp theo. Tiếp theo chắc cũng vậy á, chắc cũng nghĩ là chắc cũng vậy á. À đó hả? Không sao. Cho dù bạn ấy té nhưng mà bạn ấy cũng đâu có sao. Đánh được bom là được rồi. Oh yeah, không sao, không sao, không sao. Ôi, bạn ấy vẫn được cứu, mình yên lên nha. Rồi cứu nữa nè, cứu lấy bạn ấy nữa nè. Hai bạn. Hai đứa luôn. Hai đứa luôn phải làm sao đây? Ở đây được rồi. Đó, đẩy 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 đúng rồi, đẩy nó xuống. Đẩy nó qua, đẩy nó qua nè. Đúng rồi, đúng rồi, vậy đó. Con này phải cứu lấy nó chứ. Rồi, nó thả tới rồi, nó thả tới rồi. Cứu, 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 cứu. À. Cứu không được, một tên đã bị. Đây nè, thả gần đây nè mới cứu được. Phải đẩy nó xuống luôn. Con này phải đẩy luôn xuống. Trời ơi, cái con này không bao giờ nó xuống được là sao? À, nó không thể xuống. Trời ơi, nó tới rồi kìa. À, rồi, nó không tới rồi, nó tiêu luôn hai đứa. Cái này vui nè, trái này vui nè. Để nó xuống không? Ờ, để hai đứa xuống thôi, rồi em đắp đi. Đi nó cho nó tốt. Đó, được rồi đó, đó. Rồi, đắp đi. Đắp cái cây này nè. Đắp đi. Nè, thả đây thôi, đắp lại thôi. Bùm, nó chia lại, chia lại, chia lại, chia lại. Ôi, nó cây dễ là mình đắp. Được, được. Ốt quá, các bạn ơi. Đắp được, các bạn ơi. Hay quá à. Đây là chọn nước. Đây là sushi Nhật Bản, Nhật Bản, dạ. Nhật Bản hoa anh đào. Hoa anh đào có mấy ngôi nhà nữa. Có món sushi nữa nè. Gì vậy? Hàn Quốc, Hàn Quốc, Hàn Quốc, không phải Nhật Bản.